có vợ nữa. À, hai đứa mình thôi với nhau đi. Chứ bây giờ ở mà sao tự nhiên thích con trai quá à? Chắc anh bóng quá. Anh bóng quá. Ở trong nhà là sống là giống như trên danh nghĩa thôi. Còn anh thì đi kia bằng đêm anh đi kiếm trai. Còn em thì em cũng đi kiếm trai luôn đi. Làm dữ lắm chị, nó làm một cái mà tôi nói bà lên mây luôn đó. Mà làm đâu, ở ngoài đồng ruộng. Ngoài đồng, ừ, ngoài đồng luôn. Làm phơi quá, lúc đó quá phơi à. Giống như là em thích là không có bự, nhỏ nhỏ cũng được, nó nhỏ xíu gì cũng được. Nó nhỏ nó rất là tiện. Trai nào mấy bà giạt ra là em hốt hết. Hàng giạt là em hốt hết. Tháng là phải có chừng 40 cái. Nghệ danh của em là Hà Kiều Anh. Em sống ở Hồng Ngự, Đồng Tháp. Là chị đi từ Đồng Tháp lên đây để tham gia chương trình. Dạ. Yeah. Em lấy nghệ danh này lâu chưa? 20 mấy năm. Hồi đó đi ở trong đoàn đó thì mình mới có đi lần đầu tiên mình đi hát đó. Cái chủ đoàn mới nói đặt mình tên đó luôn vậy đó. Phải đi hát lưu tô hồi xưa. Dạ. Yeah. Chị có biết tên đấy là tên của một cô hoa hậu rất là nổi tiếng không? Không, hồi đó em không có biết gì cái truyền thông. À, dạ. Không biết. Em có xem mấy cái livestream của chị á. À, dạo này nó khá là nổi tiếng nha mày. Và cái cơ duyên nào làm cho chị được nhiều khán giả biết đến á? Cái này khoảng hơn 4 năm. Lúc đó là em có nuôi 7 bà cụ già. Rồi xong xuôi hết trơn thì em được 3 đứa con. Thì em có xây ra một cái nhà tình thương á, để cho mấy bà cụ già về ở. Giống như là mình không có biết là bên mạng xã hội gì, cũng như mình like mình để cho mọi người thấy là công việc của mình mỗi ngày vậy đó. Hình như là em chỉ phát trong vòng 1 tháng là em lên hàng ngàn người xem bình thường. Rồi chị có biết mọi người vào xem, mọi người tò mò điều gì về chị không ạ? Thì người ta nghĩ em xấu đó, giống như xấu thiệt, xấu dữ lắm. Mà đen nữa. Hồi đó em là tài xế xe tải. Em đi chở hàng qua Campuchia. Là lúc còn làm trai hả? Không, làm gái rồi. Làm gái rồi. Lúc đó mặc đồ gái chở xe luôn hả? Mặc đồ bộ chạy xe tải. Mặc đồ bộ chạy xe tải. À, chị cho em hỏi là bây giờ mình còn làm tài xế xe tải không ạ? Em nghỉ khoảng 3 năm mấy này. Tại sao mình nghỉ cái nghề đấy ạ? Giờ em đeo vàng nhiều quá. Không phải, lúc đó là trước đó là em đã trúng số đặc biệt. À, mấy tờ mới có kinh phí để nuôi mấy bà cụ. Đó trúng 2 tờ 4 tỷ. Lãnh rồi còn có 2 tỷ 7 à. Tại đó là 1 tỷ rưỡi á. Nuôi mấy bà cụ thì em phải đi kinh doanh thêm là cũng như đi xe tải, đi hàng bông. Mà chờ thương sau đó đi lời nhiều lắm. Này là lời khoảng 500 đô. Mà đi đâu cũng được năm gì đó em mới nghĩ. Nghĩ dẫn cho gia đình làm. Nhưng mà em là người là không đi lái trực tiếp thôi. Ban nãy chị Hà Kiều Anh có nhắc đến ba người con của mình á. Là cái cơ duyên nào đem những người con ấy đến với chị? Lúc đầu á, ở với ông xã em thì ông cái gú hoài vậy đó. Ông cứ chọc gái hoài nè. Cái tới thời điểm cuối cùng thì ông nói là ông bây giờ muốn về nhà lấy vợ, có con, sau này nuôi dưỡng tuổi già vậy đó. Là ông nói là muốn cho chia tay rồi đó, cho ông đi đi. Thì vì cái chỗ đó mà em thấy là nếu mà sống trong nhà mà không có con á, giống như bạn bè thôi, không có vướng dấp được cái gì hết trơn á. Bắt đầu cái em mới đăng lên mạng là em xin con, xin một đứa con để nuôi. Đăng lên trong vòng 1 tháng có người nói với em là có đứa bé này xin được 2 ngày. Hà của anh có nhận nuôi không? Nhận về nuôi cái thấy hạnh phúc. Từ khi các con là hạnh phúc hẳn ra. Còn em xin kể là lúc còn nhỏ là thật sự là em chưa bao giờ em biết em là bóng. Mọi người cứ nói mình bóng thôi nhưng mà thật sự là em không nghĩ mình bóng. Mình cũng có đầy đủ như người ta mà cái bóng gì. Đến bao nhiêu tuổi mới biết mình là cái giới tính vậy? Lúc trước em có vợ nữa. Là lúc đầu tiên á, em cũng nói chung thích nhìn con trai thôi. Nhưng mà mình không biết mình bóng, mình chỉ thích nhìn trai đẹp là mình nhìn thôi. Còn trai xấu là mình không nhìn, đẹp mới nhìn. Một ngày nào đó thì đi uống cà phê, đi kiếm trai đi. Thì không có trai, rồi đi về. Về trên đường gặp 2 con bánh bèo. Nó chặn đường, nó kêu lại nói chuyện, cái vô nói chuyện sau biết cái càng ngày cái tìm hiểu nhỏ đó, nó thấy nó khổ quá. Cái thương lương thì em về em có nói với mẹ, mẹ không chịu. Mẹ em nói mày cái tánh thì bà chả phải chẹt mà mày thương con ta, mai mốt bạn bỏ con ta. Chắc mẹ em biết em cái gì đó, nhưng mà em không biết. Tại vì em ở quê chị, em không có cái gì gọi là truyền thông luôn đó. Cái xong cái bắt đầu cái bà không chịu, cái em đợi nói với nhỏ đó. Thì nó đòi tự dặn cho em thấy gì, cái em tội nghiệp. Mà lúc đó có hai người có quan hệ chưa? Bắt đầu chuẩn bị nè. À là lúc đó mới quan hệ hả? Bắt đầu cái ôm với nhau nóng đó. Thì làm gì nó có cảm giác là nó lên. Có cảm giác nữa hả? Ờ có. Lúc đó con trai mà mới có 19 tuổi hay gì à. Nó mới đầu nó cũng dễ dãy mà em nghĩ là nó chịu đó. Nếu mà mình là con gái mà mình không chịu là không bao giờ ai làm được. Thì e ngại. Thôi đi, ngại quá, kỳ quá à, gì vậy đó. Đó thì cái chỗ đó đó. Mà cho chị hỏi nha, cái cảm xúc lúc mà ăn ái với là cái cô đó có sung sướng không? Không, cái còn nhỏ là cái đó nó cằn lắm hay gì thì phải đó. Giống như là cái nhu cầu của trai mới lớn là nó gì đó. Cái xong cái em về em nói với mẹ em gì đó, ba không chịu nữa, cái em trốn đi. Em dặn nó đi, đi tùm lum bà la chứ đi là giống như đi là cho đừng có bị cản vậy đó. Cái một ngày là ba kêu về đi để làm đám cho.
Cái em nói là bây giờ bên ta dở lắm, chỉ cần cặp dịch với rồi bông là thôi là người ta chịu rồi. Cắt cớ nữa là đặng đã đời cái đi xong cái ta chịu rồi, cái thời giờ cái nó không chịu. Tại sao vậy ạ? Chọc em á, cái em nóng em chạy là đặng em chữ. Cái bà lợi ông nói mẹ em, ủa sao tôi chịu, sao giờ nó lợi chữ tôi dữ vậy? Cái rồi cái xong cái mấy giờ ở phán được tháng rưỡi chị, làm phát hiện tự nhiên em thích trai chị. Thì làm cục. Sao chị phát hiện được à? Có nghĩa là chị phải thích một người nào đó chứ? Trước đó đã thích nhìn rồi mà chưa có khẳng định được. Không có khẳng định được. Cái bây giờ cái em mới đi đâu chung với nó sao không nhìn trai không à? Trai mà nó đẹp lắm, cái thời mà hồi đó là nó đẹp lắm, nó dễ thương lắm. Cái tôi nói là hai đứa mình thôi với nhau đi. Chứ bây giờ ở mà sao tự nhiên thích con trai quá à? Chắc anh bóng quá. Chắc anh bóng quá. À, bà nói thẳng gì với bạn luôn hả? Chắc anh bóng quá, cái nó nói gì? Bóng gì của ông Bành Kỳ bóng gì? Tôi nói với em gì chị? Cái bắt đầu nó mới nói là nó có bầu à. Bây giờ ông nuôi tôi đẻ xong đi, rồi ông muốn đi đâu đi. Cái bà ông tống lên miền nữa, tống lên Campuchia để làm cả 10 tháng vậy đó. Là mấy xanh đứa nhỏ. Em có nói giao trước nè, bây giờ em cứ lấy chồng đi, em gặp nào thích đó em lấy đi. Ở trong nhà là sống là giống như trên danh nghĩa thôi. Còn cái chuyện quan hệ là không có nha, còn ảnh đứa nào lấy ngủ đi. Anh thì đi kia bằng đi bên đi kiếm trai, còn em thì em cũng đi kiếm trai luôn đi. Nó thẳng gì luôn á. Chia ra luôn ừ. Mà nó không chịu, nó cứ thương em hoài vậy đó chị. Còn em thì em hay dẫn trai về nhà để làm thiệt lum la chứ. Làm cho tội nghiệp người ta sao không đi khách sạn đi bà. Xưa khổ như nhà nghỉ. Hồi xưa đâu có dư tiền đâu dư mà đi khách sạn. Chứ ai mà dẫn về nhà trắng trơn vậy bà ơi. Thì cứ nó ngủ ở trong đi rồi em ngủ ở trước. Mà có cái nhà bằng tre thì nhà cây thì nó hay rung rinh. Rồi bà dẫn về nhà bà quan hệ với là người đàn ông đầu tiên thì cảm xúc bà như thế nào? Sướng thiệt. Rồi có la ông sòm gì không? Chị ơi. Thì chắc cũng có cơn hư chứ. Có nè. Trời ơi, bà gan quá trời quá đất luôn thật sự. Chị, em thắc mắc. Tại vì vợ cũ của chị á, là lúc đấy vẫn còn thương chị đúng không? Thương. Nên khi mà chị dẫn người con trai khác về á, thì cô ấy có ghen không ạ? Ghen hay là buồn? Nửa đi mới ra đó chữ chứ ghen thì nó muốn đi đâu thì đi ra chỗ khác để làm gì mà rung rinh và ai mà ngủ được. Thì đúng rồi. Như là cái đó nó ghen. Ghen chứ, người ta khó chịu chứ. Đáng lẽ ra bà phải dẫn thì vô đầu đường, đầu ngõ cũng được. Hay là ở đâu cũng được chứ ai mà dẫn vô nghe. Mà đầu đường, đầu ngõ thì không có cảm giác. Mà chui cho bụi lùm đi. Không có cảm giác thì giống như nằm phải thoải mái được này nọ để có cảm giác. Ôi, mà mình đã lấy người ta rồi, mình ai mà làm như vậy tội người ta. Nhưng mà em cũng có giao trước mà nó cũng đồng ý là sanh đẻ xong đi rồi đẻ ra nghe nó trời nó giống cha nó thấy ghê. Đẻ con gái chị, có đứa con gái. Bây giờ là em, con của em là bây giờ là nó sanh năm 2000. Em có hai cháu ngoại rồi đó. Em mới có 42 tuổi mà bây giờ có hai đứa cháu ngoại luôn rồi đó. Bây giờ thì em cũng tới lui mà nó cũng kêu em ba không mà chị ơi. Không có kêu cái khác được. Kêu ba chứ là kêu cũng gì chả. Con gái cũng kêu ba, ra chợ cũng kêu ba. Chắc do là bé nó kêu quen từ nhỏ rồi. Mà hồi nhỏ em nó có gặp nhau đâu. Lúc nó chưa biết nói chuyện là em đã chia tay rồi. Là bé ở cùng với mẹ. Ừ, ở với mẹ cơ mà. Em có lo chu cấp không? Nói chung là cũng lai ga vậy đó. Chừng nào nó chững chạc em mới cho đứt. Bây giờ là chỉ cho nó cái cuộc sống thôi, hàng ngày thôi. Rồi bao giờ chị quay về Việt Nam ạ? Thì sanh xong đúng một tháng, cái lời hứa là đúng rồi đó. Bây giờ là sanh đẻ xong rồi đó. Cái em đi về, nó thì nó cũng buồn, mình biết nó buồn. Và em thì đi về quyết định, cái nó đi về theo nữa, ám ảnh đi theo hoài vậy đó. Cứ về nhà mẹ em ở. Ba em thì khó, chị không có cho em làm bóng nó quánh bà cổ nội, quánh dắt dò lên cổ không đó. Bằng đêm thì em mới nói là em đi kiếm trai, đêm nào cũng gì chứ làm như nó quen hay sao. Không có trai là đi chịu không nổi. Là tối là rạo rực mặc đồ đi ra đường kiếm trai đúng không? Đi hoài vậy, đi tới phía nhiều khi ngủ nhà người ta luôn. Lâu lắm, nhiều ngày lắm, bằng nhỏ này nó khóc hoài à. Rồi ba em nói bữa nào á, nó về đó, bắt cháu nó dục vô bụng vợ nó. Thì khổ ghê luôn. Lúc đó là mình khẳng định rồi, lúc đó tập tụ à. Tập tụ những người bóng ở quê đó chung đó. Là đi chơi là mình biết rồi đó, là lúc đó là mình không có còn cái gì mà bung sỏ quay lại đó. Không có quay lại được. Bằng đêm thì có đôi lúc dọn gái. Làm gái đi luôn. Rồi về cái làm trai, giống như mình lại nhà bạn mình làm ké đó. Xong mình đi xong rồi về cái mình mặc đồ con trai là mình về nhà. Lúc đấy chị nuôi tóc dài chưa? Không, chưa, đàn ông, tóc cục ngắn à. Vậy là mỗi lần đi là đòi tóc giả. Đòi tóc giả lên. Cũng trốn đi hát hoài mà ba em bắt về quánh hoài chị, quánh riết rồi làm như là quánh riết rồi mắc cỡ chị. Dùng mình lớn rồi mà quánh. Mà đặc biệt ở sớm em nó nhiều chuyện lắm chị ơi. Sớm em nó nhiều chuyện dữ lắm. Bà đi ra rồi ha, tôi nói thiệt bà. Em bị áp lực từ hồi nhỏ luôn đó. Cũng như là hai người ngồi vậy đi. Cái bà kêu nó ơi bóng kìa. Cái bà kêu nó bóng gì, có vợ con của nó Bành Kỳ với bóng gì. Chị đó chị làm như riết mình không dám muốn đi ngang khúc đường luôn vậy đó. Cứ bị mấy bà đổi đi cứ nói hoài vậy đó. Mà một người nói thì một người bè. Cứ làm hoài vậy đó, riết bà không dám đi ngang đường luôn. Riết em chôn mình là bị tự kỷ hay sao đó. Ở trong nhà không.
Cái sao cái ghét ba quá cho khó à. Quánh hoài cái suy nghĩ là bây giờ là đi. Bỏ nhà đi. Bỏ nhà đi. Em nói là chỉ có trong giới hội chợ là chú BD đó. Chỉ bây giờ mình đi vô đó mình ở. Mà hôm mặc quần dài vô là không đi được. Mặc quần xà lõn thì không cho đi vòng vòng. Cái bữa đó cái mặc nguyên bộ đồ à, bằng thun màu trắng, cái quần xà lõn, áo sơ mi, trốn đi. Là không đem quần áo gì hết hả? Có không, một bộ đồ một thôi. Một bộ duy nhất luôn. Mà có tiền trong người không? Có, được 3 triệu mấy đó cũng nhiều. 3 triệu mấy? 3 triệu mấy đó là cũng cây vàng đó. Là đi qua Campuchia để dành tiền hả? Đó là ba em có nhà máy xe bột gòn để bán cho cá cha ăn. Thì em mới lấy số tiền đó đi luôn. Lấy tiền của ổng đi hả? Cũng như mình bán rồi là mình không đưa ổng rồi mình trốn đi luôn. Làm lộn phí đường xa đó đó đó, ừ, đi ra đường xe xe sở. Em gặp cái đoàn chuột bọ, cái em vô, cái em xin vô đó. Thì một đêm thì nói chuột bọ thì cũng hát khàn tiếng thì cũng được 7-8 ngàn, mười mấy ngàn. Lúc đó được hát trên sân khấu chưa? Không, chỉ đứng chuột bọ chứ gì nè. À, đứng ở chỗ mấy cái gian hàng hả? Không. Hay là cái đoạn hôm đó là quá nhỏ đi, nó chỉ có cái chuột bọ thôi. Chứ không có cái gì khác ngoài cái đó chứ. Khoảng tầm mấy tháng trời vậy đó, ông mới nói là Hà Quang ơi, thấy em cũng có cái giọng hát đó. Em qua đoàn của anh hai, của anh đi hát đi. Có trống có đờn mà đoàn lớn lắm, sân khấu bự lắm. Cái đưa bảo nó cái tập trống. Hồi đó là hát trống chưa có đờn gì vậy. Hát sống á, nhạc sống á. Ừ, mà đánh trống thôi chứ không có cái đờn luôn. Cái qua đó cái em tập cũng hát. Mà không biết nhịp nhàng cái chương trình vô hát thí. Biết từ từ mình cũng học được, hát được. Đi hát vòng đâu cái tự nhiên cái em bữa đó là gặp hai vợ chồng cũng lớn tuổi rồi, năm mấy tuổi. Mà lúc đó em mới có 20 tuổi hay gì à. Bà qua bà con chồng khoảng 22 tuổi. Đẹp trai chị, đúng gu em luôn, thích. Trời ơi, thích chồng bà nói gì nè, ừ bà nói vô đây ngồi chơi cưng. Cái tôi gặp chồng bà đấm bóp ngoài sau rồi hết. Tôi nói trời sao thằng này nó nhỏ xíu mà nó ưng mà đại trời. Cái nó nháy mắt em hoài chị. Em nghĩ là con mắt nó có tạc, nháy chớp hoài. Cái hỏi nó chỉ là sao vậy nè. Là em khẳng định là em nói là chắc này nó kêu mình quá. Mà sao tôi cũng ngu bà. Nó kêu vậy cái tôi đi theo luôn. Cái tôi nói thôi chị ngồi chơi đi nghe em đi công chuyện chút. Cái đi ra nó chỉ sao rồi đi ra sao luôn. Ra sao làm gì vậy bà? Ra sao trụ nó ôm ấp chị vô nó làm. Và tôi nói với bà ha, trong cuộc đời em hối hận khi em đã phát hiện em bóng muộn. Ủa nó làm dữ lắm chị, nó làm một cái mà tôi nói bà lên mây luôn đó. Mà làm ở đâu? Ở ngoài đồng ruộng? Ngoài đồng, ừ ngoài đồng luôn. Làm phơi quá, lúc đó quá phơi à. Quay qua gặp bà. Bà đi cầu cá. Bà thấy luôn. Chắc bà em nghĩ là bà đi, bà biết. Bà đi theo gần. Ờ, bà đi theo gần. Bà nhìn em, em nhìn bà. Tôi nói thôi đi vô, ông mừng hồi bà chụp sởn đầu tôi quá. Mà thấy lúc đó hai người đang cởi đồ luôn hả? Chưa cởi đồ, ôm. Đang hung ôm thôi hả? Ừ, hung đồ này nọ vậy đó. Cái xong cái vô cái bà giục đồ này. Cái tôi đứng tôi nói nha. Bà giục đồ cái kìa, giục qua phòng em là. Bà nói gì luôn hả? Bà sao tôi hồi đó ngu thiệt, không có sợ quánh ghe chứ. Theo như bây giờ nó quánh nó cạo đầu luôn á. Cái chị đó có nói gì với bà không? Không, không nói luôn. Chắc bà nghĩ em mén, em không biết cái thằng này nó dụ á. Bắt đầu cái em ngủ gần sợ bằng đêm là mai mình có làm gì mà mình có gên ơ rồi này đó. Chắc bà thọt cái dao chắc chết rồi, dùng phòng cấp với nhau cái miếng băng go. Mà bà quá ghen, không ai mà kêu mà người ta vợ chồng người ta đục, không ai mà kêu là thỉ đồ qua nhà phòng em á. Bà quá ghen luôn. Thương người. Thương người gì bà ơi. Cái gì người ta phải vứt mặt để mũi bà làm chứng trợn quá. Xong bắt đầu cái em không ngủ kế bà. Em đi vô gian hàng ngủ. Lần đầu tiên em không biết tiếng má tự luôn, không biết tiếng lắm luôn. Dù mình bóng mén mới đi ra đời. Mình nghĩ là chắc bóng thì mình chỉ làm ta thôi. Ai về ra xong cái nó hỏi em à, chế không? Em có biết chế không? Chế khê hả? Ừ, mình không biết. Chế khê là cái gì? Là ngủ không á, kiểu vậy đó. Em không biết, cái em mới nói là nếu bây giờ mình bóng mà mình nói mình không biết, mình hỏi nó cái gì thì nó không mắc cỡ. Cái nó làm sao cũng được. Là bọn nói thí vậy đi chứ. Nhưng không biết người ta gọi là chế là cái gì? Ừ, không biết thiệt. Mới đi có mấy tháng trời sao biết được. Đem xuống chị ô chị. Lần đầu tiên em nói thiệt với chị nghe kêu bằng ha. Là em không ngờ là nó sẽ làm mình như vậy luôn á. Giống như là thấy tám con trời không? Ủa chị, hình như là em ở với nó ha. Một tháng là phải có chừng 40 cái. Chừng 40 cái. Làm như nó bị ghiền á. Ổng sung dữ vậy trời. Mà em cũng vậy nữa, em cũng thích nữa. Em cũng thích nữa. Trời đặt đỡ sao mà hai đứa hợp lắm chị. Đây là một cái người kêu bằng cái máy quá sướng à. Mà bây giờ mình để đây mới mất mắt. Thôi bây giờ mình dặn nó đi đoàn khác đi. Tại mình giữ hoài được, cái sợ bà này bà ghen rồi bà mua quánh. Đi đoàn khác cái trong một đêm thôi. Thằng nhỏ kia nó nói vậy nè. Ơi chồng hạt của anh làm sướng ghê ta. Ừ? Lúc đó ghen chị, lúc đó cũng biết ghen. Làm sướng là sao? Là cũng như là chơi nhỏ kia rồi đó, chơi cái nhỏ mà. Mà nhỏ kia cũng là cũng bóng, là bóng luôn. Mình, ừ, ta và cũng như bóng vậy nè. Mà cái người đó nói thẳng với bà vậy luôn hả? Ừ. Cái lúc đó cũng ghen. Ghen rồi bây giờ cái không biết sao chứ bây giờ. Đi hát thì không có tiền, mình không bằng ta. Nói chung là hồi xưa là mình khổ thật sự, em rất là khổ. Em đi là thậm chí là ngày chỉ làm được 7-8 ngàn, mười mấy ngàn là cao.
thì ăn trong ngày đó là hết rồi, mà nếu mà mưa gió là không có tiền luôn. Cái em mới nói là thôi bây giờ đưa này về nhà đi, hình như là em đi đâu khoảng một năm nha mới về nhà, lúc đó muốn đi về nhà cũng có tiền về, xa xôi lắm mới về. Cái em gặp ghe cá cha, em mới năn nỉ người ta, ghe cá cha là biết trên quê em rồi đó, có gian đi về trên Hồng Ngự đi, tụi mình không có đồng bạc nữa chứ, mà bà ghé về tới Châu Đốc còn phải qua bên em nữa là một giai đoạn rất là xa. Cái bắt đầu cái đâu có tiền trả tiền xe đò, bao xe đò giờ mà không có, em mới nói thôi anh đứng ở đây đi để em về nhà em lấy tiền rồi xong rồi qua trả. Coi ba em cũng ác, không có cho tiền liền, ông nói bây giờ mày muốn cho tiền phải không, cắt tóc lên lại, cắt tóc lên lại, trong khi tóc mình đi dưỡng dài nữa, khoảng một tiếng đồng hồ sau mới cắt tóc xong tắm rửa thì đi qua gặp nó. Nó đứng nó dòm dòm gì hoài nè, cảm như nó không biết em, chỉ mặc đồ con trai là nó không biết em mà nó khóc. Cái hai đứa về nhà tôi tưởng nó là giống như là vợ nó bỏ đi năm trời, nghĩ nó bỏ đi giờ ai về không, chỉ lúc đó trong nhà mà xử như nè, bên chồng bên vợ rồi biết sống sao, biết nói sao, quan trái thì sao đó, ngang trái cuộc đời quá trời quá đất. Ba em thì kêu ngủ với vợ em thì nó không, em thích ngủ như này. Rồi bà chia lịch 2 năm 6 3 năm 7 bà ta... Nói chung là em không có còn cảm giác với nó, không có còn cảm giác. Em cũng nói thiệt với nó nhiều lần lắm, em nói rất là ngọt chứ không phải là em thủ phàn hay là chửi rủa chứ không có. Em cứ lấy chồng đi, còn nếu mà anh lấy vợ thì em cứ quậy, cho quyền quậy, nhưng mà lấy chồng là không được nha. Em nghĩ nó còn thương á chị, mà ý là quá lâu rồi mà sao mà mình đi bỏ đi vậy, mà nó theo như nó phải nó về chứ, nó về nhà nó không về, nó ở đó hoài vậy đó. Cái ba em mới nói là bây giờ là quyết định là đuổi này đi để cho hai đứa nó sống lại. Cái em đi chơi, cái ba em nhà đuổi này đi, ông đem đồ em ra đốt, em đi xin quần áo người ta, còn nhiều khi những mấy chị lớn tuổi đó người ta cho mình đồ đạc mình mặc, đem giờ nhiêu là ông đốt hết trơn. Ông nói là đốt vậy đó cho nó không có mặc nữa, nó không có đi hội chợ nữa, là đốt hết đồ con gái đang cho nó ở nhà với vợ nó đi nữa, trốn đi nữa, bây giờ buồn lắm ở nhà gì đó. Tôi nói nè, thôi em đừng có chờ đợi nó, đi lấy chồng đi. Nó không chịu đi thì em đi chứ sao vậy. Có đi tìm cái bạn đó không? Có, mà làm như là em nó không có duyên gì tới giờ luôn đó, là 20 mấy năm mà đi tìm gặp mà không gặp đó. Hả? Ừ, cũng không gặp nó mà không biết nó tên tuổi nó là gì nữa. Hồi đó sao quen. Ủa sao không liên lạc, điện thoại không có hả? Hồi xưa đâu có điện thoại. À, chưa có điện thoại hả? Ừ. Đi một thời gian thì em mới bơm cái mặt. Đi đợt sau nữa là em khẳng định là bơm cái mặt lên là người ta bóc xô em đi là 60.000 đêm liền. Là nó lên được gấp mấy lần rồi đó. Là cho hát liền luôn. Cho hát liền. Chính luôn. Ừ. Hát 60.000 rồi bắt đầu có vốn mới, cái đi chỗ khác bắt cao hơn nữa. Mà hội chợ ngày xưa đó là người ta rất là càng bóng. Nhiều khi ta bỏ tiền rất là nhiều để người ta bắt người đó về. Đi sao cái đi gặp cái thằng này. Cũng như em thì em ngộ lắm, cái say của em ngộ lắm chị. Em cái say của em sao? Giống như là em thích là không có bự, đụng bự. Nhỏ nhỏ cũng được, nhỏ xíu gì cũng được nữa. Ủa cái gu bà ngọt thì đó thì sẽ kỳ vậy bà. Cho nó gọn chị chứ bự quá nó mỏi mệt lum lá chứ đủ thứ. Nó tiện hay không? Nó nhỏ nó rất là tiện. Còn nó bự quá là em thích. Nói chung là vừa đủ xài là ok. Càng nhỏ càng tốt. Bởi vì cho nên là những cái chai nào mấy bà giạt ra là em hốt hết. Hàng giạt là em hốt hết. Cái gu của bà là không đụng hàng nữa nha. Không đụng hàng cho nên là em không có bị thiếu á chị. Chị ơi chị ơi. Ban nãy em nghe chị bảo là chị hát lô tô hay lắm. Bây giờ mình bỏ cái kích thước qua một bên đi ạ. Xong rồi chị hát cho em nghe một vài cô lô tô được không? Nó nghe là cho em kể chuyện đi. Câu chuyện em còn dài lắm luôn đó. Rồi kể đi, khi nào muốn hát ha. Khi nào chút hát đi. Chứ câu chuyện em dài dữ lắm luôn. Em mới tới ngày sinh nhật của em thì em tổ chức sinh nhật thì em giái ra. Cái thằng đó sạch sẽ, nhỏ, chứ đừng bự. Làm sinh nhật chiều nay là tối em gặp Y Giang luôn. Là em giái trong lòng hả? Thằng đó là giống như là nó thương mình, là có nghĩa là nó công khai, nó không giấu. Mà lúc đó em xấu lắm, em chưa có làm gì chứ, nó thấy ghê lắm. Đó là cái mặt mình ban đêm thì đẹp, nhưng mà ban ngày thì nó đã xấu rồi, ban ngày là thấy ghê rồi. Câu ghi mọc tùm lum tà lá nữa. Cái ông kiểu hỏi, mày chẳng ai với Vinh? Bạn gái tôi đó, trời tự nhiên cái vinh hạnh chị. Thích thấy ghê luôn là rồi, dẫn nó về đòn luôn. Tôi nói ông về đòn đi, ông bán gian hàng tôi hát. Đầu tiên là bắt đầu là hát rồi mới đi tắm, xuống sông tắm. Cái ông nội kia ra đường, đi chơi với em. Lúc đó có chồng mà lo chị, lo là phải thêm một miệng ăn nữa rồi. Cái tôi nói là đi em cho anh tiền đi em mới đi. Mà đang đi tắm đó, cho nhiêu. Tôi nói nhiêu cũng được chứ em cho là được à. Cái hình như ông cho 50.000 thì em dẫn đi vào bụi chuối. Ông là con trai hả? Ông là con trai. Dẫn đi vào bụi chuối là mình chỉ làm một chiều thôi đó. Giống như bà phục vụ cho cái ông đó đó. Lấy 50.000, cái em chú đi tắm, mặt bài cũng tèm lem tức nước chưa rồi. Cái em đi vô, cái em đưa tiền cho nó, cái em nói giữ tiền em. Nó không nói chị. Cái lần sau nữa, ông nội đó cũng mới gan vậy nữa đó. Cũng quen nữa, cái đêm sau lợn, cái em vô cũng đưa tiền cho nó nữa. Thằng này nó biết. Nó biết, nó xé tiền. Chị tiền mình quý muốn chết luôn, bà nội trên đêm mình hát có 60, bây giờ mình được 50 nữa là... Em như vậy là em đang làm gái đó.
làm đường đó. Thì em người ta đâu có chịu, người ta đang sống với mình, người ta là chồng mình mà em mà chịu. Nhưng mà em nghĩ là nó không biết, tại vì em nói em đi tắm á. Đi tắm gì mà đưa 50 ngàn, đi tắm gì đưa 50 ngàn, tắm để ra tiền hả bà? Bà làm như người ta ngu cũng vậy. Thì bởi vì em nghĩ là nó không biết, tại vì em nghĩ là trong giới hội chợ nó không biết, tại vì nó chưa đi hội chợ. Nó đồng tiền này không phải đồng tiền cái gì nữa. Trong sạch. Đó, không phải đồng tiền trong sạch, xé bỏ. Tôi nói trời ơi, trời, tao kiếm tiền cực khổ lắm ông nội ơi. Cái nó nói nè, anh nói gì em tự hiểu được à. Đàn ông người ta rất là sĩ diện cái vấn đề đó. Nếu mà sắm với anh thì đừng có làm cái chuyện này nữa. Đúng là khai thiệt. Mà em với nó rất là hợp, chỉ chuyện giặt đồ, giặt đạc hay là thương yêu gì nó hình như là nó chiều em hết trơn đó. Nhưng mà một ngày đó, cái tánh của em là cực kỳ là giống như là gói ghém mà để dành, chỉ biết hội chợ nó rất là khổ, không phải là hát hoài, có tiền hoài đâu. Nhiều khi nó chết bến rồi hả là không có tiền ăn luôn. Nó không có tiền hút thuốc nữa chứ đừng nói tiền ăn. Em mới nói là ngày nè, bây giờ ông xài, sáng tôi đưa ông 10 ngàn nè, ông mua nửa gói thuốc. Với còn dư là ông uống cà phê đi là được rồi, 10 ngàn xưa cũng nhiều. Cái bữa đó cái sao mà không biết cái sáng ngủ thức dậy cái nó mua cho em gói xôi để trên đầu nằm em, nó kêu nó để nó là cho em ăn, cũng ăn rồi xong ra cái nó cho tiền mua thuốc. Tôi nói là sáng mới đưa tiền đâu rồi, nửa gói thuốc mới ở đây hết rồi. Rồi có nhiêu đó chị, giận hờn cái thôi nha. Mở nhà 7 tháng trời đó. Bà đưa cho người ta đi cái 10 ngàn đó. Chị ơi chị, hồi xưa không có tiền kêu chứ em dành dụm lắm em. Tính em hay tích lũy để dành lắm, để dành là giống như khi, một khi mà mình khổ là mình không mượn ta, chứ mình không mượn ai được đâu. Bây giờ là mình phải thủ trước cho mình mà. Nhưng mà khi người ta cần, người ta muốn ăn vài ngàn, biết là tích lũy, nhưng mà mình làm vậy người ta cảm thấy là người ta sống với mình là người ta lệ thuộc tất cả mọi thứ kinh phí. Đó làm cho người ta sẽ cứ nghĩ là bây giờ muốn ăn cũng xin cũng không cho. Người ta sẽ nghĩ người ta muốn đi làm cái việc đó ta có tiền. Người ta không có lệ thuộc vào mình. Không có ghém nhưng tùy theo tình huống. Cái đó là mình cũng có kinh nghiệm, bỏ đi luôn. Thì cái gì chỗ đó thôi luôn, chia tay luôn. Đâu hình như nửa tháng trời em không ngủ mà được. Mà chia tay là bỏ đi luôn hay sao? Học ở trong đoàn luôn mấy chứ. Bỏ trong đoàn mà chia tay là không sống với nhau nữa. Lúc đó mình thương mà mình không có thể ngủ được. Nó giống như vắng nó làm không ngủ được, thức sáng đêm hoài vậy đó chị. Sáng đêm sáng đêm. Cái bữa đó cái tôi nói vậy là thôi bây giờ ông cho tôi mượn cái áo tôi ngủ cũng được, đắp lên mặt tôi ngủ đi, quen hơn rồi bây giờ không có ông tôi ngủ cũng được. Cái nó nè. Rồi xong rồi, sáng mình đưa ta đốt bỏ luôn. Em mới kêu nó là ngủ với em năn nỉ cỡ nào nó không làm chứ cái để em kêu nhỏ em nuôi em nó đẹp hơn em. Mày đi xuống mày ngủ với này thứ con này nó chịu không? Nếu mà chịu thì ta không còn thương nữa. Nếu mà nó chung thủy hoặc là nó cao cả thì mình sẽ tôn thờ nó. Còn không thì mình sẽ dứt bỏ luôn. Xong cái kêu xuống dưới. Mày xuống ghe mày ngủ nó. Xuống ghe bà nội cha mình ngồi trên ghe lắc. Nó rồi. Hốt. Xong bà nội này bắt lên ha. Bà không có mặc đồ luôn á. Cho nhắm nhắm lên bắt đấy. Tao chứ không phải với Hà Kiều Anh đâu nghe. Không có si rồi xong rồi đó, đừng ai nấy đi. Là lúc đó chị trong lòng mình nó kỳ cục. Tan nát. Tan nát thiệt. Mình nghĩ là thằng này nó không phải là như vậy. Không phải là cái người mà thích ăn bậy bạ vậy. Tại vì nó sống với mình biết mà. Cũng buồn đó chị, sao mà cũng còn buồn. Nói tiếng chia tay nhưng cũng buồn. Rồi bắt đầu cái sau này cái em đi hát thì cũng trưởng thành rồi, hát lần đi cũng vài trăm ngàn, hội chợ mang đi vài trăm ngàn là ngon, là ok ngon đó mình rồi. Cái em đi hát đi đoàn khác nữa hả? Nhiều đoàn lắm, em đi rất là nhiều. Cái xong cái em hát chuẩn một đoàn này là đi mấy trăm gì đó. Cái em mới lên mạng, cái em cũng có laptop. Ngày xưa mình mua laptop được là cũng ngon lắm đó. Chat lên mạng, chat, chat thí, chat ải gì đó. Chat vô cái gặp chồng em hiện bây giờ. 11 giờ đêm em chat tới 4 giờ sáng. Em mới đầu là em cũng sợ nha, em cũng sợ nó là nó không biết em là bóng. Tại vì nói chung em lên cái hình đó thì nó cũng giống có nét con gái quê. Tôi bóng gì đó. Ông xuống không? Nó xuống. Mà này nó đẹp bà, lúc đó là nó có 58 kg mà nó cao 1m72. Sáng là bắt đầu thức dậy nhổ gâu. Cũng dặm phấn xương cho nó mịn chút đi, vẽ miếng son thôi. Đang đi đón nó. Em với nó gặp nhau là một cái ha, như tôi nói bà ngu lan kiết nữ gặp nhau vậy, gió bụi rồi mưa gió bão bùng gì tôi nói với bà ha, tới đòn luôn. Mà chồng em bảo lắm chị, nó mới vô là sắn vô là chưa có chứ nói chuyện trong vậy ra xong là vô là đóng cửa phòng kịch. Nhất sao mà đau bụng chị vô chị, tôi nói với bà hình như là thấy từng gửi sao tôi còn đau bụng làm quá mạnh mà. Giống như là nó quá bạo, cũng như là chai tơ hay gì đó, còn lâu ngày không được á. Tới bây giờ tôi nói thật sự, bà khi mà chồng em tới hiện tại bây giờ luôn là sống 8 năm chờ, mà cái ông này đó, cái tánh của ông em đó thật sự nha, lúc đầu ông không có thương em đâu, tại vì em sống tốt quá, lo đủ thứ hết trơn rồi cho nên là ông thương em đó. Vì sao em có 5 đứa con nè, em cởi chưa hết cho chị nghe. Bây giờ đó là 2 đứa sống gì hoài, mà mốt già ai nuôi, cho nên anh giờ anh cứ vợ để có đứa con để nuôi hữu hỷ sau này dưỡng già. Là lúc đó bao nhiêu cái hy vọng là tuyệt vọng chị, kêu bằng không còn mình phải. Mà hồi đó nó sống với mình, mới đầu sống mình nó nói vậy đi, còn nay sống với mình ít là lâu luôn rồi mà bây giờ nó nói câu này là nó không còn đoạn tình luôn rồi.
còn gì nữa đâu. Cái em mới đi về, em không hát nữa. Em nói trong đoàn có nó là không có em là không có nó. Chứ bây giờ sống vậy thì sao sống được. Mà lúc đó mà ở với nó là em có tiền rồi đó chị. Lúc đó em cũng đeo vàng nhiều lắm, nói chung mình em đeo cũng, thời đó mà em đeo cũng là cái chục cây đó. Nửa đêm mà 12 giờ em dám chạy ngang cánh đồng là 6 cái số không có cái nhà. Tức á, mà chạy đi về dặn nó là hát xong đi về luôn. Nó mới nhắn tin nó thôi về đi anh nấu cháo cho nó không. Không ở nữa, hết đứt đoạn rồi, không còn tình nghĩa gì nữa chứ. Thằng em của em nó nói thôi, bây giờ ông về đi, về nhà đi. Tôi cho ông tiền học bằng lái, rồi cho tiền. Cái nghe em ham chị. Em bây giờ học bằng lái xe tải đó. Cái bắt đầu cái nó cũng đi về theo em. Nó nói vậy, mặc dù nó có nói thiệt với mình nhưng mà nó không có, nó không có bỏ đi. Giờ là vẫn gặp lại nữa, cái xong cái hai đứa cũng ở kết rồi nữa. Về nhà tôi nói thôi về nhà đi. Về nhà làm ăn đi chứ bây giờ đi hỗ trợ lông bông hoài biết nào giàu. Mà cái tánh nó cực kỳ tốt. Xong xuôi chứ bắt đầu cái đi học bằng lái xe tải thì em đi lái xe tải. Lúc đó mà có tiền mình bóng mà bây giờ muốn sinh đứa con để nuôi cho có hạnh phúc vậy đó. Cho đứa con nuôi. Nuôi cái thấy hạnh phúc chị. Chị biết em tự ở Sài Gòn mình bây giờ hay là trúng số đó. Con còn là xong mới trúng số à? Ừ, bọng nó giờ là trúng số đó chị. À, trúng số liền luôn hả? Ừ, bọng, mà trúng số mình không hay nữa đó. Mình nghĩ là con khóc la, hồi nào giờ có biết nuôi con đâu mình. Áp lực gì cái nuôi con là mình đâu có biết. Mình đâu phải là con gái thiệt đâu mình biết. Chúng em cũng ngu chị, ngu hết trơn. Không, em cái tánh em cực kỳ. Cái tánh em giấu lắm, có tiền em giấu lắm. Em không có la làng la lửa như ta đâu. Cũng bình thường vậy đó. Cái mà con cái em suy nghĩ vậy nè. Dưới em là đã có cái gốc từ thiện rồi. Hồi trước đó rồi em làm từ thiện nhiều lắm. Bây giờ là để mở ra cái trại dưỡng lão để nuôi mấy bà già. Tại vì mình đi hội chợ mình biết nếu mà không có cái mền là mình không ngủ được, lạnh. Bây giờ mấy bà già không ai nuôi, bà tu nghiệp bà không ai nấu cơm nấu nước. Bây giờ mình có tiền nè, có điều kiện nè, mở ra em xây là 470 mấy mét vuông, nó cũng như cái resort vậy đó, để về nuôi mấy bà. Pháp lý là cho hết trơn nhưng mà chỉ thiếu bác sĩ thôi, giải tỏa là không cho nuôi mấy bà già nữa đó. Mà chỉ em làm trong vòng năm mấy hai năm gì đó làm được 5 đứa con. Trong một năm nó bỏ 4 đứa tại nhà em luôn. Từ đó tới sau cái làm ăn được cái quay qua cái bán hàng trên mạng rồi này nọ vậy đó. Rồi mình cũng làm ăn cái kia. Rồi sau này cái làm kia ăn là gì? Thì đi xe tải đó. À, vẫn song song hả? Ừ, làm chung hết luôn, vẫn đi. Bây giờ vẫn còn làm xe tải không? Còn, mới bán xe hồi trước Tết. Sao bán xe vậy? Đang làm được sao không làm luôn? Cho chị bấm mua xe để đi ở nhà luôn. Bây giờ em chuyển ra bất động sản lâu rồi. Kinh doanh bất động sản á. Ủa bạn này bao nhiêu tuổi mà kêu tôi bằng chị quá ngọt xớt vậy bà? 42 tuổi. 42 bà nhỏ hơn tôi 1 tuổi. Ừ, 42 đúng rồi. Là bà sinh 78. 80. Tôi 77 là nhỏ tôi 3 tuổi hả bà? Bây bà kêu tôi ngọt xớt. Giờ thì chắc là em biết tuổi chị đúng không? Bây giờ con làm là em cứ thắc mắc là chị hát lô tô hay đến cỡ nào mà rất là nhiều đoàn mời chị về á. Đúng rồi, bây giờ hát được rồi nha. Hát một đoạn nào kêu số thôi một cũng bỏ, được. Bỏ là 5 năm chờ đó cũng quên á. Em chỉ hát vào bài Đổi Mặt Thay Tên, nó nằm trong mấy bộ phim của em liền luôn đó. Mộng đời vụt tan như vượt sâu đáy hồ, nhìn lại đời ta như sỏi đá diêu phong. Ai, ai đó là tôi là ai bây giờ? Đổi mặt thay tên giết cuộc đời giết cả hồn tôi. Cái đó là trong bộ phim của em, cũng trong bài hát của cái đó là nhạc sĩ Sơn Hà sáng tác cho em. Dòng hoàn cảnh cũng hay á, hát cũng tình cảm. Vì xé tiếng rồi, giờ này là thức gì không có hơi hám gì đâu. Chứ là bán hàng online nó quá, chồng nó bị khen. Em bán 4 năm mấy rồi đó.